Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải Miền Đông tiếp tục trở lại gửi tới các bạn với một câu chuyện. Và tôi cũng mong rằng đây là một câu chuyện hay, bổ ích để cô chú anh chị gần xa lắng nghe, chia sẻ và bình luận về câu chuyện này. Trước khi vào câu chuyện, tôi không quên gửi tới cô chú anh chị cùng các bạn một lời chúc bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Tôi cũng không quên cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều trong thời gian qua, lúc nào cũng luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp ý kiến trong kênh của Minh Hải Miền Đông. Và bây giờ tôi kính mời quý vị các bạn hãy cùng lắng nghe chi tiết về câu chuyện này. Chồng Linh là con cả trong gia đình. Từ ngày cô lấy anh đến nay đã được 5 năm. Cũng là 5 năm Linh làm tròn bổn phận nàng dâu trưởng với gia đình nhà chồng. Suốt 5 năm làm dâu, Linh luôn gánh vác trách nhiệm lo lắng quán xuyến gia đình thay mẹ chồng. Chưa bao giờ cô làm phật ý ai trong nhà. Vì thế Linh được bố mẹ chồng yêu thương hơn con đẻ. Trước kia, khi Linh vừa về nhà chồng được gần 1 năm, thì mẹ chồng phải nhập viện vì cao huyết áp. Lúc đó, cả bố chồng, chồng và em trai đều bận đi làm. Còn Linh đang mang thai tháng thứ 8, ôm bụng bầu vượt mặt vào viện chăm sóc mẹ chồng. Suốt thời gian đó, Linh cứ một lúc chạy qua nhà nấu cơm giặt giũ, rồi lại vội vã vào viện chăm mẹ, cho bà ăn, vệ sinh cho bà. Mọi việc đều một tay cô lo cho đến khi huyết áp ổn định, mẹ mới được cho về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mẹ chồng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, về đến nhà vẫn không thể làm việc gì, lại đành nhờ cậy con dâu mọi việc. Khi ấy Linh cũng sắp đến ngày sinh, trong người vô cùng khó chịu, nhưng cô không hề oán than kêu ca một lời. Ngày nào cũng tận tụy chăm sóc mẹ chồng. Cũng từ đó, tình cảm mẹ chồng nàng dâu trở nên thân mật hơn. Cũng nhờ vậy mà khi Linh sinh con, mẹ chồng cũng không quản vất vả, hết lòng lo lắng tầm bổ cho con dâu, khiến cô vô cùng biết ơn. Sau này đứa bé cũng phải nhờ bà một tay chăm sóc, vì khi Linh bắt đầu đi làm lại, công việc bận rộn nên không có thời gian dành cho con. Mỗi tháng cô đều đưa cho mẹ chồng 3 triệu tiền phí sinh hoạt mới yên tâm đi làm. Mọi việc đều thuận lợi cho đến một ngày em trai chồng lấy vợ. Anh ta nói muốn chia nhà để sinh hoạt thoải mái. Không ngờ mẹ chồng gật đầu ngay tức khắc mà không cần hỏi ý kiến vợ chồng con cả. Hôm đó mẹ chồng gọi vợ chồng Linh vào rồi nói: các con hãy chuyển nhà đi. Căn nhà duy nhất này bố mẹ để lại cho thằng út. Bố mẹ cũng sẽ ở lại đây với vợ chồng nó. Vợ chồng Linh hoảng hốt nhìn nhau, đang yên đang lành lại bị mẹ chồng đuổi đi. Mà tài sản của hai ông bà trước giờ ai cũng biết chỉ có mỗi căn nhà 3 gian này. Nếu họ đuổi cả nhà con cả đi lúc này thì thật sự Linh không biết phải sống như thế nào. Cô bật dậy nói: mẹ, tại sao lại thế? Chúng con còn con nhỏ, kinh tế thì chưa ổn định, bố mẹ nỡ lòng nào? Chồng Linh cũng không nhịn được mà nói lớn: sao bố mẹ có thể thiên vị như thế? Mẹ chồng Linh ôn tồn nói: thằng út nó mới cưới vợ, cần không gian riêng. Căn nhà nhỏ này mà đến 3 gia đình ở thì không ổn, các con cứ làm theo ý mẹ đi. Bà nói xong bỏ đi để mặc con trai với con dâu thất vọng tràn trề. Linh ngậm ngùi thở dài: thôi anh ạ, mẹ làm thế chắc cũng có cái lý của bà. Vợ chồng mình cũng tích góp được một số tiền, chưa đủ mua nhà thì tạm thời ta đi thuê nhà trọ ở,
đừng làm bố mẹ khó xử. Sáng sớm hôm đó, Linh bế con trên tay, còn chồng cô thì đang dọn dẹp để chuẩn bị đi. Mẹ chồng từ trong bếp đi ra xách theo một cái nồi cơm điện cũ. Đây, mang cả cái này đi lấy cái mà nấu cơm. Hai vợ chồng Linh nhìn nhau chua xót. Xong xuôi, họ chuyển đồ ra xe, còn mẹ chồng cứ đứng bên trong cửa sổ nhìn theo. Đến nhà trọ rồi, chồng Linh dỡ đồ ra thì làm rơi chiếc nồi cơm điện cũ. Bỗng nhiên anh hét toáng lên: "Em ơi, ra mà xem này." Linh lật đật bế con chạy ra: "Gì mà anh la to thế?" Chồng cầm một cuốn sổ lấy từ trong chiếc nồi cơm điện đó ra rồi đưa cho vợ: "Sổ tiết kiệm của bố mẹ đấy, trong đó có 800 triệu đồng." Linh ngơ ngác cầm cuốn sổ mà nước mắt rớt rơi hai hàng. Thì ra là mẹ đã âm thầm đưa cho vợ chồng mình. Có lẽ mẹ sợ vợ chồng chú Út biết thì sẽ phân bì, nên mới phải làm như thế này. Chúng ta trách nhầm mẹ rồi. Rồi Linh chạy vào lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ. Biết chuyện, bà chỉ mỉm cười: "Đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm của bố và mẹ từ trẻ đến giờ. Các con xứng đáng được nhận nó. Nhất là con đấy, con dâu ạ. Mẹ làm thế cũng vì sợ anh em nó vì đồng tiền mà bất hòa. Các con phải giữ kín bí mật này đấy nhé." Nghe mẹ chồng nói mà Linh nghẹn ngào. Cô không ngờ kiếp này lại gặp được người mẹ chồng tâm lý tốt bụng đến thế. Cô chỉ còn biết cảm ơn mẹ và thầm hứa sẽ thật hiếu thảo với bố mẹ suốt quãng thời gian còn lại. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện mẹ chồng nàng dâu đầy cảm xúc, rất là nghẹn ngào vì tình cảm giữa hai mẹ con này. Trong thời gian qua, tôi liên tục cập nhật những câu chuyện nói về mẹ chồng nàng dâu đối xử với nhau rất tệ bạc. Nhưng đâu đó thì rất có nhiều là mẹ chồng đối xử rất tốt với con dâu, chẳng hạn như trong câu chuyện này, phải không quý vị và các bạn? Thì tôi cũng mong rằng cô chú anh chị lắng nghe, chia sẻ về câu chuyện thật hay như thế này. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Trong một quãng thời gian rất là dài, lúc nào cũng luôn đồng hành, cũng như là đóng góp ý kiến ủng hộ cho kênh của tôi. Tôi cố gắng tiếp thu mọi ý kiến của các bạn, cô chú anh chị trong và ngoài nước, để ra ngày càng những cái video chất lượng hơn, cập nhật những câu chuyện hay, bổ ích để gửi tới quý vị và các bạn. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.